xích lốc sấy của mọi người đây nè, nó mọi người ấy giờ nó sấy nó nhả hết luôn rồi nè mọi người ơi. Chào mừng mọi người đã đến kênh YouTube của Liêm Vlog nha mọi người. Đây, ngày hôm nay là Liêm sẽ làm một cái clip ẩm thực. Thì mọi người cũng đã thấy trên tiêu đề đó, hôm nay sẽ làm một cái xúc xích chiên theo theo hình. Đó, thì Liêm đây có mua xúc xích nè mọi người. Đây, nói chung là hôm nay cũng lâu quá rồi không ăn nha mọi người nên thèm. Đó, đây mua hai bịch cái xúc xích nè, với một bịch cá viên chiên. Cá viên để dành chiên à, loại này là nhìn nó có thêm như là màu gì trong đây nữa mọi người. Đây mọi người theo dõi cái cá viên này có gì trong đây nha, với một ít đậu bắp. Đây đậu bắp mình chiên lên cũng ngon nha. Xúc xích thì mình sẽ mua, mình sẽ tạo hình ở trên đây nha. Thì mọi người theo dõi hết video rồi xúc xích này tạo hình xong rồi sẽ chiên nó như thế nào nha. Liêm sẽ khui xúc xích này ra nha. Thì một bịch này là có 10 cây xúc xích nha. Đó. Thì đây là cây xúc xích nè. Liêm sẽ tạo hình trên cây xúc xích này là theo cái hình mà Liêm thích nha. Thì đây, khứa dùng dao khứa trên đây nè. Đó, khứa vòng 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 nha mọi người. Tạo cái hình gì là lạ cho nó đẹp nha. Nó sẽ ra vậy nè mọi người. Đó, ngồi nó sẽ ra một cái chiên lên, nó ra cái hình gì là không biết. Đây rồi Liêm sẽ tạo cái khế đi, cái khế là sẽ một đường dọc xuống như nè, nó một dọc đường về xuống như nè để tạo cái khế đổ cái này ra nha. Tiếp theo cái này là Liêm sẽ tạo cái gì đây, tạo gì cho nó là lạ đẹp mắt. Biết hồi chiên lên nó ra cái gì nữa mọi người. Cái này Liêm sẽ tạo cái bông hoa nha. Chẻ đôi nó ra. Chẻ đôi nó ra. Đó, nè mọi người. Đó, hồi sẽ nó ra một cái bông hoa. Ok mọi người. Đây, hồi nãy giờ Liêm làm được một đĩa luôn rồi mọi người. Liêm sẽ chế tạo cái xúc xích lốc sấy mọi người. Đó, người à, nhúng luôn nè. Đẹp không mọi người? Đây, để Liêm lên chiên này lên coi nó ra làm sao nha. Mọi người theo dõi hết video. Thấy video này hay, mọi người nhớ là like và đăng ký kênh ủng hộ cho Liêm nha. Để Liêm có động lực ra nhiều video nữa mọi người ơi. Nhìn thấy cái này là vui mọi người, hấp dẫn nha. Xây dùng bếp ga chiên lên. Kèo đã nóng, Liêm cho chút xíu vào nha mọi người. Rồi Liêm sẽ thử cái chút xích lốc sấy này nha mọi người. Chút xích hơi bị nhiều, Liêm sẽ chiên dài lần nhiều lần nha. Ok mọi người, Liêm sẽ quay trở lại rồi mọi người ơi. Đây là cái mâm mà Liêm đã làm xong hết rồi nè mọi người. Wow, mọi người thấy sao? Ngon không? Quá ngon luôn mọi người ơi. Đó. Hồi nãy là công kỹ Liêm là bỏ là khoảng là 20 phút lăn lộn như nó. Lúc nào dầu bắn nè, bị phỏng nè, đổ mồ hôi nè. Đó, cuối cùng là Liêm cũng sẽ làm được cái mâm
xúc xích chiên tạo dáng tạo hình cho nó rồi mọi người. Đây xúc xích lóc sấy của mọi người đây nè, nó mọi người thấy chưa? Giờ nó sấy nó nhả hết luôn rồi nè mọi người. Đó mọi người thấy không, mọi người thấy video của Liêm hay và ủng hộ cho Liêm một lượt like và đăng ký nha mọi người. Ờ, không để mọi người chờ lâu nữa, mọi người nhìn thấy cái mâm xúc xích là mọi người cũng muốn ăn đúng không nha. Liêm đây, Liêm mời tất cả mọi người ăn chung với Liêm nha. Đây là cái hình hồi nãy là Liêm làm lốc sấy nè, rồi hình này hồi nãy là Liêm làm chiếc khế nè mọi người, nó không khứa khứa ra nhìn giống như trái khế nè mọi người đó. Nó khác một cái là nó tròn ha. Đây, rồi đây là cái hình nữa nè mọi người, hình này Liêm không biết hình gì nữa, Liêm cứ khắc đại luôn mọi người nè, đó mọi người thấy không, cứ gãy luôn mọi người. Nhiều hình lắm mọi người ơi. Đây Liêm hồi nãy làm hoa nè mọi người, đây bông hoa nè, không biết hoa gì nữa đó. Nhiều hình đẹp lắm mọi người ơi. Đây đó, người thấy chưa. Thôi Liêm mời tất cả mọi người ăn chung với Liêm nha. Hồi nãy cây này nó gãy mà, Liêm ăn nè. Hôm nay Liêm ăn tương ớt với tương cà nha mọi người. Màu đỏ là tương ớt nè, màu đậm hơn là tương cà nha. À, Liêm mời tất cả mọi người ăn chung với Liêm nha. Ngon mọi người ơi. Xúc xích mềm mềm, nó không có dai. Ăn tương cà tương ớt chung chung ăn rất ngon ngon rồi. Đây là đồ bắp nè, mọi người ăn miếng đồ bắp giống như đêm nha. Đây là cá viên nè, mời tất cả mọi người ăn chung với Liêm cá viên nha. Hơi bị ngon luôn mọi người. Đây đậu bắp nè, đậu bắp chiên ăn mới ngon lắm mọi người, mềm mềm dai dai. Cái đậu bắp này hơi già. Rồi Liêm ăn thử cái bông luôn rồi. Nhiều hình dáng đẹp quá. Mời tất cả mọi người nha. Cái họng Liêm nhỏ quá. Lâu lắm rồi quay lại ăn ngon mọi người. Tất cả mọi người nghĩ là lễ không biết có vui hay không, mà khu vực Sài Gòn này, chỗ Liêm ở đó, quận 12 nè mọi người, mưa từ ngày 29 chín tây tới 1 tây tháng 5 vẫn còn mưa luôn mọi người, mưa lớn lắm. Ngon lắm mọi người, đây là xúc xích chiếc khế hả, nay làm hình dáng rất là đẹp luôn mọi người. Ăn rất là ngon. Cá viên có màu gì trong đây mọi người, như là hành ở trong đây á. Bây giờ người ta chế biến mà ta làm cá viên mà thêm gia vị vào mọi người, ăn cũng ngon. Cái món xúc xích chiên với cá viên chiên là đa số là ai cũng thích luôn. Lima nghỉ lễ được có 2 ngày mọi người, nghỉ thứ bảy mà chỗ Liêm mưa quá, mưa đến nỗi mà từ sáng tới chiều luôn á. Ở nhà thì gia đình Liêm
quá, ăn mì gói luôn. Lâu lâu ăn mì gói ngon. Hôm nay đổi món, ăn mì gói hết hôm ngày 30 rồi. Lima giờ đổi món và ăn xúc xích cà viên. Đây xúc xích lóc xáy nè mọi người. Đó. Nè kéo ra luôn nè. Đó. Không. Đó. Lóc xáy nè. Này xáy ông bảo luôn mọi người. Xáy ông bảo luôn. Ngon lắm mọi người. Liêm rất là may mắn. Liêm lớn nhỏ lớn lên á, cái gì ăn cũng được, không có kén. Nói chung người ta ăn cái gì được là Liêm ăn được. Nên cái miệng của Liêm nó thành 2XL luôn. Nó rộng lắm mọi người. Ăn quá ăn. Ở quê nhà Liêm á, có trồng trái cây á. Liêm hồi nhỏ là ở quê là ăn tạp với lắm mọi người, ăn trái cây nhiều lắm. Xúc xích tạo dáng như vậy nè. Khi mình chiên lên đó, ăn cái phần thịt phía trong nó ngon hơn mà mọi người để nguyên cây nha. Tại vì mình chiên lên là cái phần trong đây là nó thấm nó chín với trong luôn, ăn cảm giác đó, nó ngon hơn. Đây là vậy, nó xây bảo nữa mọi người. Nó xây bảo dài luôn, dài thằng bàn luôn nè. Này dài là 2 cây xúc xích bằng 2 cây xúc xích luôn á. Giờ ăn mấy cái món xúc xích này nhớ lại hồi xưa Liêm còn nhỏ nhỉ. Không biết xúc xích là gì luôn mọi người. Món ăn là vừa rẻ mà vừa ngon. Hôm nay thường thường đi mà mua có một bịch nè, hôm nay đi mua hết 2 bịch luôn. Tại làm tạo dáng như này nè mọi người, tạo dáng như này làm cho nó nhiều mình mua về nhiều để mình tạo nhiều dáng khác nhau á. Nè mọi người thấy nè, nó này là ra hình gì mọi người, không biết là hình gì luôn. Đó, đây là trái khế nữa nè, cọc đường nữa nè. Món này là nhấp thánh rất là hảo luôn, rất là thích ăn. Rồi mọi người ơi, thì clip của Liêm hôm nay làm món xúc xích tạo hình dáng đến đây cũng xin kết thúc nha mọi người. Thì mọi người thấy video mà Liêm làm, cảm thấy video này hay thì cho Liêm một like, một lượt đăng ký và chia sẻ cho nhiều người biết giúp Liêm nha. Rồi Liêm cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi hết cái video bên này. Mình cảm ơn mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo nha.